chương 1771, mở ra tương lai chìa khóa. 4. 6. Quách Chí Dương lại cùng An Lương trao đổi một cái đời thứ hai Graphene Pin khai phát tình huống, chủ yếu chính là Quách Chí Dương ở tự thuật, An Lương lại không hiểu Graphene Pin kỹ thuật. Kỳ thực đây chính là Quách Chí Dương trung thành biểu hiện, hắn có cái gì kỹ thuật mới cùng phát hiện mới, trước tiên hướng An Lương hội báo, cũng không phải hướng An ninh quốc gia cục điều tra hội báo. Đây là chuyện tốt. An Lương cùng Quách Chí Dương kết thúc trò chuyện, hắn mới chỉ có xuống xe đi hướng ký túc xá trên đường thời điểm, an lương thuận tay cho hoàng quốc tường gửi đi tin tức. an lương, lão hoàng, công ty của chúng ta cùng apple có pháp luật tranh cãi, các ngươi nhớ kỹ kéo lệch cái hắc. hoàng quốc tường, an lương, hoàng quốc tường, ta không có phát hiện công ty của các ngươi có hành động trái luật. an lương, khá lắm. an lương, không hổ là ngươi. cái này không có phát hiện hành động trái luật còn hành. hoàng quốc tường, chẳng lẽ là các ngươi có cái gì hành động trái luật sao? an lương, đương nhiên không có. Hoàng Quốc Tường, cái kia không liên kết. An Lương 19, nhất định phải cho ngươi điểm khen. An Lương Tâm tình vui thích phản hồi phòng ngủ, hắn phát hiện 307 phòng ngủ đã mở ra điều hòa, chủ yếu là năm tháng hạ tuần thiên phủ cũng quả thật có chút nhiệt. Phòng ngủ ba người đều ở đây học tập, còn có một tháng liền muốn thi cuối kỳ, ai cũng không muốn ở thi cuối kỳ rất tính chỉ. Tục ngữ nói, năm nay không nỗ lực, sang năm biến niên đệ. Loại này thê thảm sự tình, ai trúng chiêu ai xui xẻo thiên phủ học viện kinh tế quản lý xác thực tương đối thư giãn các loại ngày nghỉ cũng tương đối nhiều khai giảng chậm nghỉ sớm nhưng sát hạch rất tính chỉ gì gì đó thật sự chính là tương đối chuyện phiền phức an lương trở lại phòng ngủ sau đó hắn không có gia nhập học tập đội ngũ hắn trên cơ bản không có khả năng rất tính chỉ thiên phủ kinh tế học viện cũng không khả năng làm khó hắn an lương bắt đầu kiểm tra phía trước thưởng cho một lần này nghỉ thưởng lại có một phần trọng yếu nguồn năng lượng tinh tức cái này một cái thưởng cho đã lần thứ ba xuất hiện Phía trước hai phần tin tức làm cho An Lương thấy trong mây bên trong, dù sao An Lương là kinh tế học nghề nghiệp, lại không phải là cái gì vật lý học nghề nghiệp, xem không hiểu không phải là rất bình thường sao nghiệp. Hiện tại để tam phần trọng yếu nguồn năng lượng tin tức thưởng cho xuất hiện a, An Lương rốt cuộc xem hiểu một thứ đại khái, nguyên lai like ba phần tin tức đều là miêu tả một việc, đệ tứ đại nhà máy năng lượng nguyên tử. Hiện nay toàn cầu trong phạm vi đầu nhập buôn bán vận doanh tân tiến nhất nhà máy năng lượng nguyên tử cũng cũng là đệ tam đại. Nhưng mà vô luận là đời thứ nhất, vẫn là đời thứ hai, cũng hoặc là là đệ tam đại nhà máy năng lượng nguyên tử kỳ thực ở trên bản chất không có quá lớn khác biệt chỉ là ở an toàn tính phương diện từng bước tăng thêm mà thôi nhưng mà đệ tứ đại nhà máy năng lượng nguyên tử cũng không giống nhau đặc biệt là an lương lấy được cái này một phần trọng yếu nguồn năng lượng trong tin tức miêu tả đệ tứ đại nhà máy năng lượng nguyên tử từ trong tài liệu thoạt nhìn lên như vậy nhà máy năng lượng nguyên tử đưa vào sử dụng hầu như có thể ở một mức độ nào đó thay thế phản ứng nhiệt hạch dĩ nhiên cũng không phải nói phản ứng nhiệt hạch không trọng yếu mà là nói ở một mức độ nào đó thay thế phản ứng nhiệt hạch, làm cho phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu có nhiều thời gian hơn. An Lương tiếp tục kiểm tra nhân tài thưởng cho tin tức, sau đó trong đầu suy tính tương quan kế hoạch, cùng với nên xử lý như thế nào cái này một phần trọng yếu nguồn năng lượng tin tức. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, An Lương vẫn là quyết định cho Hoàng Quốc Tường gửi đi tin tức. An Lương, ở. Hoàng Quốc Tường, ngươi trước nói qua, ngươi không nói có chuyện gì, ta làm sao biết chính mình tại không ở? Có thể cái này lão hoàng mới học dùng liền rất nhanh. An Lương, hình ảnh. An Lương, ngươi hỏi một chút nguồn năng lượng phương diện chuyên gia, nhìn cái này là thứ quỷ gì? Hoàng Quốc Tường, hoặc nhìn lên có điểm giống cái gì thiết bị phát điện. Hoàng Quốc Tường, ngươi chờ, ta phát nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra. An Lương, hành. Đế đô. An ninh quốc gia cục điều tra trung, Hoàng Quốc Tường lại nhìn một chút An Lương phát tới hình ảnh, hắn vẫn cảm thấy như cái gì thiết bị phát điện, sau đó giặt đánh một chiếc điện thoại. Chờ đợi chuyển được sau đó, hắn trước một bước chủ động mở miệng, "Đinh Đồng trưởng, ta là Hoàng Quốc Cường." Đinh Tự Cường có chút lạnh nhạt đáp lại, "Ta biết ngươi là Hoàng Quốc Cường, có chuyện gì không?" "Chúng ta bên này thu được một phần hình ảnh tình báo, chúng ta cảm thấy nó là một loại thiết bị phát điện, nhưng không xác định là tình huống gì, cho nên muốn muốn Đinh Đồng trưởng hỗ trợ giám định một cái." Hoàng Quốc Cường nói rõ. "Phát đến ta Hồng thư." Đinh Tự Cường lãnh đạm như cũ đáp lại. "Tốt, Đinh Đồng trưởng, ta lập tức phát tới, chuyện này thật trọng yếu." Viện phức đinh đồng trưởng mau sớm kiểm tra. Hoàng Quốc Tường khách khí đáp lại. Cái này đinh tự cường là quốc gia năng lượng cao vật lý nghiên cứu một chút chỗ sở trường, đối phương là phương diện kỹ thuật đại ngư nhân, mặc dù Hoàng Quốc Tường cũng muốn phi thường khách 557 ký. Đinh tự cường kết thúc trò chuyện, hắn cho Hoàng Quốc Tường một bộ mặt, tra xét Hoàng Quốc Tường gửi tới hình ảnh tin tức, ngược lại tối đa chính là một hai phút sự tình, cũng sẽ không dây dưa hắn quá nhiều thời gian. Nhưng mà vẻn vẹn vẻ nhìn thoáng qua, đinh tự cường liền trực tiếp cho Hoàng Quốc Tường gọi điện thoại chờ đợi hoàng quốc cường chuyển được sau đó lần này đinh tự cường kích động hỏi cái này trương hình ảnh các ngươi từ chỗ nào lấy được từ hoàng quốc cường nghi hoặc đây là đệ tứ đại nhà máy năng lượng nguyên tử phương án thiết kế hơn nữa còn là đệ tứ đại nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong cao cấp ứng dụng phương án tên là hành sóng xếp phương án nó là đệ tứ đại nhà máy năng lượng nguyên tử trung mạnh nhất phương án một trong mặc dù không là quốc tế chủ lưu nhưng nguyên nhân là nó nghiên cứu độ khó quá cao đinh tự cường nói rõ Người phát tới hình ảnh chính là hành sóng xếp phương án thiết kế, đồng thời không phải công khai tư liệu, bởi vì này một cái thiết kế đồ trung bao hàm rất nhiều kỹ thuật chuyên nghiệp tỉ mỉ. Đinh Tự Cường bổ sung. Chẳng lẽ là các ngươi lấy trộm tư liệu? Đinh Tự Cường suy đoán. Hoàng Quốc Cường sắc mặt tối sầm, cái gì gọi là bọn họ lấy trộm tư liệu? Chương 1772, cho là phóng khoáng. Năm, 6. Đối mặt Đinh Tự Cường suy đoán, Hoàng Quốc Cường sắc mặt đều tối, bọn họ là an ninh quốc gia cục điều tra lại không phải là cái gì kẻ cấp huấn luyện tổ chức, cái gì gọi là đánh cấp tư liệu. Lời như vậy có thể nói lung tung sao? Cái này đinh tự cường quả thực có độc. Hoàng Quốc cường nhổ nước bọc nói, không phải chúng ta lấy rộng. Đó chính là những người khác lấy rộng. Đinh tự cường không chút do dự suy đoán. Bởi vì chỉ là một tấm hình ảnh trung liền rõ ràng lộ rất nhiều kỹ thuật tỉ mỉ, kỹ thuật như vậy tỉ mỉ ở đinh tự cường loại này nghề nghiệp nhân sĩ trong mắt, vậy có thể đọc lên quá nhiều tin tức. Nói thí dụ như cái này một phần thiết kế đồ chỉ tuyệt đối không phải z quốc. Bởi vì z quốc không có nắm giữ kỹ thuật như vậy. z quốc ở đệ tứ đại nhà máy năng lượng nguyên tử nghiên cứu phương hướng không giống với, tuy là cũng có hành sóng xếp phương diện nghiên cứu công tác, nhưng vẫn tiến triển được tương đối chậm, hoặc có lẽ là gọi cơ hồ không có tiến triển. Hiện tại Hoàng Quốc từ một cái người ngoài nghề lấy ra một cái liên quan tới hành sóng xếp đệ tứ đại nhà máy năng lượng nguyên tử phương án thiết kế tỉ mỉ hình ảnh, Đinh Tự Cường chỉ có thể suy đoán là Hoàng Quốc Cường hoặc là những người khác lấy trộm tư liệu, Hoàng Tổng, ngươi có thể mang hoàn chỉnh tư liệu gửi tới sao? Đinh Tự Cường hỏi, ta muốn thấy xem cái này một phần tư liệu. Hoàng Quốc Cường phản vấn, cái này một phần tư liệu rất trọng yếu. Trọng yếu phi thường. Đinh Tự Cường nói khẳng định lấy, ngươi có thể hiểu thành ta bị bắt cóc cái loại này trọng yếu, ngươi nhanh lên một chút đem tư liệu phát tới, tốt nhất là biến thành bằng giấy tư liệu đưa tới. Ngươi chờ một chút, cái này một phần tư liệu không ở chúng ta bên này, ta trước xử lý một chút sau đó mới liên hệ nhỉ. Hoàng Quốc Cường đáp lại đinh tự cường vội vã bắt chuyện chờ các loại từ hoàng quốc cường nghi hoặc hoàng tổng ta nhắc nhở lần nữa ngươi cái này một phần tư liệu thật rất trọng yếu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đem cái này một phần tư liệu cầm trở về đinh tự cường nói rõ ta tận lực hoàng quốc cường đáp lại trong lòng hắn âm thầm suy đoán cái này một phần tư liệu đến tột cùng là an lương từ chỗ nào lấy được hoàng quốc cường nghĩ tới số bốn thiên cơ thần toán một vị kia đến từ nhân nghĩa an toàn công ty thần bí hacker Dựa theo Thạch Phong thuyết pháp, số 4 thiên cơ thần toán thực lực mạnh mẽ phi thường, chí ít so với bọn hắn còn mạnh hơn một chút. Phát Hoàng Quốc Cường hiểu rất rõ Thạch Phong, tuy là Thạch Phong bất thiện ngôn từ, hơn nữa là dân kỹ thuật, nhưng hắn phi thường tâm cao khí ngạo, trừ phi thực sự kỹ năng mạnh hơn hắn, bằng không hắn không có khả năng chủ động biểu thị không bằng đối phương. Hoàng Quốc Cường cùng Đinh Tự Cường cúp điện thoại, hắn trực tiếp cho An Lương gọi điện thoại. Tử An Lương nhìn lấy Hoàng Quốc Cường điện báo, hắn trực tiếp cúp điện thoại, ở an ninh quốc gia cục điều tra bảo mật thông tin phần mềm trung gửi đi tin tức. An Lương, người ở phòng ngủ, bất tiện điện thoại, ngươi chờ. Hoàng Quốc Tường, hành. An Lương đứng dậy, quét một vòng vẫn còn ở học tập ba cái bạn cùng phòng, hắn hô, mà nhi nhóm, ba ba muốn đi tiểu siêu thị một chuyến, các ngươi có muốn hay không mang một ít cái gì? Thẩm thế trung đệ một cái đáp lại, ta muốn hai bình Red Bull, lại tới một chai Sprite, thuận tiện làm một túi phao tiêu móng gà. Lữ Văn Sơn đáp lại, Ta muốn một chai cà phê, thuận tiện tới một thùng mì ăn liền. Ta cũng muốn một thùng mì ăn liền, lại tới một chai coca. Mã Long cuối cùng một cái nói rằng. Mau mau cút, không nhớ được, vi chắc phát cho ta, thuận tiện cho ta tiền. An Lương đáp lại. Thẩm thế trung đùa dẫn nhổ nước bọt, không phải đâu. Lương ca, ngươi còn muốn hỏi chúng ta đòi tiền. An Lương cười mắng, bằng không đâu. Ba người đều cùng nhau nhổ nước bọt đứng lên, nhưng bọn hắn cũng không phải thật muốn An Lương mời khách, ngược lại thích An Lương hỏi như vậy bọn họ thu tiền cử động, nếu như An Lương không lấy tiền, ngược lại phá hủy phòng ngủ quan hệ. 307 phòng ngủ trong đám, ba người đều phát thứ mình muốn, cùng với đối ứng tiền lì xì, An Lương cũng không khách khí, thu khoản. Một số thời khắc lấy tiền ngược lại là tôn trọng người thể hiện. Lòng người đặc biệt phức tạp, cũng không phải là ngươi trả thù lao, đối phương liền nhất định sẽ cảm tạ ngươi. An Lương đi ra 307 phòng ngủ hắn đội một cái tai, đi qua an ninh quốc gia cục điều tra bảo mật thông tin phần mềm cho Hoàng Quốc Cường gọi ngữ âm điện thoại. Hoàng Quốc Cường dây tiếp. Chỉ ngươi mới vừa phát cho ta bản vẽ từ đâu tới. Ngươi đoán. An Lương trêu đùa. Số 4 trộm. Hoàng Quốc Cường hỏi. Cái gì gọi là trộm? An Lương nhổ nước bọt. Tư liệu ở trong tay ngươi sao? Hoàng Quốc Cường thay đổi một cái mạch suy nghĩ, ngược lại hoàng quốc cường trong lòng đã nhận định cái này một phần tư liệu là số bốn thiên cơ thần toán đánh cắp mà đến sở dĩ cũng không cần truy nguyên hỏi khởi nguồn đương nhiên ở trong tay ta an lương khẳng định đáp lại đem nguyên bộ tư liệu phát cho ta hoàng quốc cường thử dò xét hỏi được a à? an lương thoải mái đáp lại hào phóng như vậy hoàng quốc cường cảnh giác phản vấn nhiều đương nhiên an lương nói khẳng định lấy ta lập tức đem tư liệu phát ngươi an lương trong lòng cười thầm hắn liên hệ Hoàng Quốc Cường thời điểm, thì biết rõ Hoàng Quốc Cường bằng lòng, sao lý, chắc chắn đòi nguyên bộ tư liệu. Nhưng trên thực tế đây chính là An Lương đào hầm. An Lương không chỉ là hao lông dê vương giả, hắn còn là ném nồi vương, am hiểu nhất sự tình chính là ném nồi đi ra ngoài, Hoàng Quốc Cường đã là An Lương lão cổng nồi hiệp được rồi. Chủ yếu là Hoàng Quốc Cường ban An Lương cổng nhiều lắm nồi, lần này đoán chừng lại muốn Hoàng Quốc Cường cổng nồi. Hoàng Quốc Cường lần này đã đoán sai, cái này một phần tư liệu không phải số bốn thiên cơ thần toán ăn cắp, mà là may mắn một đời hệ thống lấy được, nhưng cũng không phải may mắn một đời hệ thống vô căn cứ đem cái này một phần tư liệu biến ra, mà là có cụ thể khởi nguồn. Sở dĩ cầm cái này một phần tư liệu có thể mang đến phiền phức, An Lương dĩ nhiên là đem phiền phức ném cho Hoàng Quốc Tường. Trước chờ, các loại, Hoàng Quốc Tường giải quyết rồi phiền phức, An Lương lại tới hưởng thụ cuối cùng thành quả. Chương 1773, An Lương quả nhiên là không lợi lộc không dậy sớm. 66 Hoàng Quốc Tường nhìn lấy an ninh quốc gia cục điều tra bảo mật thông tin phần mềm trung truyền tống tới được tư liệu, hắn có một ít sợ không trúng an lương là có ý gì? Như vậy thoải mái liền đem tư liệu cho hắn rồi hả? Dựa theo Hoàng Quốc Tường đối với an lương hiểu rõ, đối phương không nên các loại nói điều kiện sao? Xem ra cái này một phần tư liệu có chuyện. Hoàng quốc tường trong lòng âm thầm suy đoán. Đúng rồi, to ra Taro Aikawa sự tình, ngươi nhìn thấy không? Hoàng quốc tường hỏi. Lão hoàng, ta ói ra. An lương nhổ nước bọt ta mới cho ngươi tặng một món lễ lớn, ngươi mà bắt đầu làm âm phủ sự tình, ngươi liền không xem ta uy bộ sao. An Lương tiếp tục nhổ nước bọt. An Lương bổ sung, ta biết ngươi đang thử thăm dò cái gì, nhưng ta khẳng định nói cho ngươi biết, không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta, chuyện trọng yếu nói ba lần, ngươi có phải hay không ăn nhiều ốc heo hoa, loại chuyện như vậy làm sao có khả năng cùng ta có quan hệ. An Lương thêm vào, nếu như ngươi không có xem phát sóng trực tiếp, ta kiến nghị ngươi xem một chút lục bá, đối phương toàn bộ hành trình bại lộ ở camera chung, ngươi liền không cảm thấy là đối phương tự mình tìm đường chết sao? Kỳ thực Hoàng Quốc Tường nhìn phát sóng trực tiếp, dường như An Lương nói giống nhau, Hoàng Quốc Tường cũng hiểu được là Torataro Aikawa tự mình tìm đường chết, nhưng Hoàng Quốc Tường luôn cảm thấy trong này có chuyện. Đại khái là An Lương tổng phục vụ hắc thủ sau màn 777 nhân vật, làm cho Hoàng Quốc Tường không tự chủ được đem An Lương coi là hắc thủ sau màn. Hoàng Quốc Tường lần này cũng không có đoán sai. Chỉ tiếc không có bất kỳ chứng cớ nào mà thôi. Dù sao dường như An Lương nói giống nhau, cái này Torataro Aikawa chỉ do tự mình tìm đường chết, dựa vào cái gì đem trách nhiệm tính tới An Lương trên đầu. Lão Hoàng, tư liệu đều gửi qua, cút trước hắt. An Lương đi tới tiểu siêu thị trước cửa, bên trong siêu thị có không ít học sinh, An Lương bất tiện trò chuyện. Hành. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Kết thúc trò chuyện sau đó, Hoàng Quốc Tường lập tức đem An Lương gửi tới tư liệu in ra, sau đó tự mình đưa đến quốc gia năng lượng cao vật lý nghiên cứu sở. Đinh Đồng Trưởng, Người Muốn Tư liệu hoàng quốc tường đem đối ứng tư liệu giao cho đinh tự cường đinh tự cường vội vã nhận lấy kiểm tra hắn trước thô sơ giảng lược nhìn một lần do đó làm được trong lòng có một cái đại khái tình huống sau đó mới chỉ có cặn kẻ nhìn không sai biệt lắm sau nửa giờ đinh tự cường mới chỉ có thở dài đứng lên cái này một phần tư liệu hẳn là đến từ nghe hồng nếu như không có ngoài ý muốn chắc là đến từ kinh đô điện lực công khu hoàng quốc tường trong lòng lột bột một tiếng Sang thảo nào người này lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào kinh đô công ty điện lực Hoàng Quốc Tường vì mình tìm được rồi đáp án. Người này còn nói thích ăn hải sản, còn nói không quen nhìn Kinh Đô công ty điện lực, kết quả chính là nhìn như vậy không quen sao? Hoàng Quốc Tường âm thầm thở dài. Hắn vốn là đều tin An Lương đối với Kinh Đô công ty điện lực không có ác ý, chỉ là bảo hộ Hải Dương hoàn cảnh. Hơn nữa, dựa theo an ninh quốc gia cục điều tra tâm lý học gia phân tích, An Lương chắc là ở Maslow nhu cầu tầng thứ lý luận tầng cao nhất cấp. Nhưng bây giờ nhìn lại hết thảy đều sai rồi. An Lương người này vẫn có mục đích chỉ là bọn hắn trước đây không có đoán được mà thôi cái này một phần tư liệu có tác dụng gì hoàng quốc cường hỏi ta nghĩ ngươi cũng không hiểu rõ hành sóng xếp loại này để tứ đại hạch điện kỹ thuật đặc tính chứ đinh tự cường phản vấn hoàng quốc cường im lặng nhìn lấy đinh tự cường hắn hẳn giải khai kia cái gì hành sóng xếp kỹ thuật đặc tính sao đó là cái gì hoàng quốc cường phản vấn hoàng quốc cường trong lòng đang âm thầm nhổ nước bọt còn tốt hắn cùng đinh tự cường là mặt đối mặt ngôn ngữ giao lưu nếu như đi qua văn tự tin tức giao lưu, cái này cái gì hành sóng xếp, Hoàng Quốc Cường đều muốn đem cuối cùng một cái xếp chữ xem thành là đẩy chữ được không? Giảng đạo lý, Hoàng Quốc Cường liên hành sóng xếp tên đều không ấn tượng, còn nói gì biết hành sóng xếp đặc tính. Đinh tự cường giới thiệu, ta phía trước từng nói với ngươi, hành sóng xếp là đệ tứ đại nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong cao cấp ứng dụng phương án, đúng không? Hoàng Quốc Cường gật đầu. Ta trước nói với ngươi một cái, chúng ta hiện nay sử dụng nhà máy năng lượng nguyên tử là tình huống gì? Đinh Tự Cường giới thiệu. Hiện nay Urani chất đồng vị có 17 chủng, thiên nhiên Urani trung tồn tại 3 loại, theo thứ tự là Urani-238, Urani-235, Urani-234. Chúng ta chỉ thảo luận cái này 3 loại tình huống, những thứ khác đều là nhân công chế tạo, tạm thời không cần thảo luận. Đinh Tự Cường trước tiên nói rõ Urani. Ba loại thiên nhiên tồn tại Itachi mỏ đối lập nhau phong độ theo thứ tự là 99, 275%, 0.720% cùng không. 0 005, trong đó Urani-235 chính là tiêu chuẩn nhiên liệu hạt nhân, nó đối lập nhau phong độ là 0.72%. Đinh tự cường bổ sung. Cái này một cái tỷ lệ phi thường thấp. Cho nên chúng ta nhiên liệu hạt nhân luôn là phi thường khang hiếm. Đinh tự cường thở dài, cái này dạng khang hiếm nhiên liệu hạt nhân, đồng dạng là thúc đẩy chúng ta nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch động lực. Nhưng hành sóng xếp cải biến tình huống như vậy. Đinh tự cường nhãn thần hơi tỏa sáng nói, lợi dụng hành sóng xếp kỹ thuật, Chúng ta có thể mang urani nguyên liệu tỷ lệ lợi dụng tăng lên trên diện rộng, từ 0.72% tỷ lệ lợi dụng đề thăng tới 70% ở trên. Hoàng quốc Tường biểu thị kinh ngạc, đó chính là gấp trăm lần trở lên đề thăng. Không phải không phải không phải. Đinh tự cường phản bác phủ định, không phải gấp trăm lần mà là càng nhiều. Truyền thống nhiên liệu hạt nhân cần đại lượng còn lại công nghệ phụ trợ, nói thí dụ như chia lìa urani 238 cùng urani 235, đồng thời còn cần áp suất kỹ thuật, đem urani 235 áp suất đứng lên tài năng, mới có thể trở thành nhiên liệu hạt nhân. Đinh Tự Cường nói rõ. Dựa theo hiện nay nhà máy năng lượng nguyên tử kỹ thuật đến xem, tân tiến nhất nhà máy năng lượng nguyên tử cũng cần chí ít 3% nồng độ Itachi 235, tài năng, mới có thể thành tựu phản ứng phân hạch Nusle phiêu dần nhiên liệu, mới vừa liền nói, thiên nhiên Itachi 235 chỉ có 0.72% đối lập nhau phong độ, nếu muốn áp suất Urani, đó không phải là phi thường không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa là trên quốc tế cấm chỉ thao tác. Đinh Tự Cường bổ sung áp suất Urani thao tác cũng không phải là muốn làm liền làm, không chỉ có kỹ thuật hạn chế, còn có quốc tế điều ước hạn chế, muốn làm chuyện như vậy, còn phi thường dễ dàng bị bạch đầu ưng quốc đã kích. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Chương 1774, Quốc chi trọng khí. 1. 6. Quốc gia năng lượng cao vật lý nghiên cứu sở trung, Đinh Tự Cường vẫn còn ở cho Hoàng Quốc Cường phổ cập khoa học lấy tình huống, nếu như không có những thứ này phổ cập khoa học, Đinh Tự Cường lo lắng Hoàng Quốc Cường không minh bạch hành sóng xếp tầm quan trọng từ số học phương diện đến xem, tỷ lệ lợi dụng từ 0.72% đề thăng tới vượt lên trước 70% tình huống, đó chính là đơn giản gấp trăm lần, nhưng từ hiệu suất cấp độ mà nói, tăng lên biên độ liền vượt qua xa gấp trăm lần. Đinh Tự Cường nói rõ, vô luận là chia liệu Urani-238 cùng Urani-235, vẫn là áp suất Urani-235. Toàn bộ đều là phi thường phức tạp, đồng thời tồn tại nguy hiểm cao phân đoạn, nếu như sử dụng hành sóng xếp kỹ thuật thiết lập nhà máy năng lượng nguyên tử, thì có thể tránh cho mấy vấn đề này. Đinh tự cường nhìn chầm chầm Hoàng Quốc Tường. Chúng ta có thể đơn giản thô bạo đem truyền thống nhiên liệu hạt nhân cho rằng xăng cùng thủy, Urani-235 chính là xăng, Urani-238 cùng còn lại tạp chất chính là thủy, Urani-235 phiêu phù ở thủy thượng, bọn họ thì có hiệu lực nhiên liệu hạt nhân, một ngày cháy hết về sau liền cần tăng thêm mới nhiên liệu hạt nhân, cái này dạng nêu ví dụ hiểu chưa? Đinh tự cường nêu ví dụ nói rõ. Minh Bạch Hoàng Quốc Tường khẳng định đáp lại thay đổi nhiên liệu hạt nhân là chuyện vô cùng nguy hiểm, dù cho có nhiều loại dự án, các loại bảo hộ, nhưng vẫn là chuyện vô cùng nguy hiểm, nói thí dụ như thay đổi thời điểm, phụ trách thay đổi nhiên liệu hạt nhân đại hình cơ giới sai số không thể vượt lên trước một cm, đây chính là khảo nghiệm nghiêm trọng. Đinh Tự Cường nói rõ. Đinh Tự Cường lại nêu ví dụ, nhưng hành sóng xếp cũng không giống nhau, hành sóng xếp có thể hiểu thành ngọn nến, ngoại trừ châm lửa thời điểm cần nồng độ khá cao Itachi 235 tiến hành ban đầu phản ứng ở ngoài, một ngày nó khởi động sau đó, liền có thể tự hành phản ứng xuống phía dưới. Hoàng Quốc Cường phản vấn, nó có thể thiêu đốt Urani-238 sao? Không phải. Urani-238 không thể tiến hành tách ra, nó không phải truyền thống ý nghĩa nhiên liệu hạt nhân. Đinh Tự Cường giải thích đáp lại. Đinh Tự Cường bổ sung, dựa theo chúng ta mới vừa đem hành sóng xếp tỷ dụ vì ngọn nến thuyết pháp, ngọn nến sau khi đốt, nó biết lợi dụng chính mình thiêu đốt nhiệt lượng, đem chung quanh paraffin hòa tan, do đó biến thành duy trì nó thiêu đốt nhiên liệu, đúng không? Hoàng Quốc Cường gật đầu. Đinh Tự Cường nói rõ, hành sóng xếp nguyên lý chính là tình huống tương tự, nó ở khởi động sau đó, liền đi qua lợi dụng tự thân phản ứng phân hạch sinh ra neutron, đem không thể tách ra Itachi 238 chuyển hóa thành toàn mới, có thể thành vì nhiên liệu hạt nhân Pluti 239, cái này một cái quá trình ngươi có thể hiểu thành ngọn nến dung, hóa thạch sát giống nhau. Hoàng Quốc Cường nói tiếp, đi qua như vậy chuyển hóa, hành sóng xếp có thể đại biên độ lợi dụng vốn là phế liệu Itachi 238, đồng thời căn bản không cần thay đổi nhiên liệu hạt nhân nguy hiểm như vậy thao tác đúng không? Vạn, không sai. Đinh tự cường dùng sức chút đầu, đây chính là hành sóng xếp ưu thế lớn nhất, chỉ cần khởi động sau đó, liền có thể thời gian dài toàn bộ vận hành. Còn cực đại trình độ tiết kiệm nhiên liệu hạt nhân, làm cho nguyên bản thiếu thốn nhiên liệu hạt nhân biến đến sung dụ. Hoàng tổng. Ngươi tưởng tượng một chút, nhà máy năng lượng nguyên tử hạt nguyên liệu nhu cầu số lượng dưới vì nguyên lai 1%, vận hành thời gian từ nguyên bản mấy tháng đến một thời gian 2 năm đề thăng tới vài chục năm, thậm chí là trên trăm năm, vẫn là nhất lao vĩnh giật cái loại này, này tương hội là dạng gì cải biến? Đinh Tự Cường vì Hoàng Quốc Cường miêu tả lấy tương lai tình huống. Đinh Tự Cường nói tiếp, ở hạch điện trong lĩnh vực, phản ứng nhiệt hạch hiện nay vẫn là hư vô phiêu miểu tương lai, vĩnh viễn 50 năm dường như không cách nào đi tới bất luận cái gì một bước, mặc dù là quốc gia chúng ta đi ở phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu hàng đầu, nhưng vẫn là một bước nhỏ mà thôi. Hoàng Quốc Cường lưỡng lự, phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu không phải rất thuận lợi không? Ha ha ha! Đinh Tự Cường cười ha hả, từ truyền thông Tân Văn ngươi không phải nghề nghiệp nhân sĩ ngươi không biết cũng bình thường quốc gia chúng ta phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu mới đi đến bước đầu tiên bên trong bước đầu tiên như thế nào ước thúc nhiệt độ cao năng lượng cao thể plasma đồng thời thực hiện phóng điện mà thôi đinh tự cường nói rõ nhưng đây là bước đầu tiên bên trong bước đầu tiên đi qua năng lượng cao laser đề cao thể plasma nhiệt độ thực hiện tụ biến phản ứng đồng thời thực hiện phóng điện nhưng mà phóng điện thời gian không cách nào duy trì liên tục đồng thời phóng điện năng lượng tối đa cũng chẳng khác nào truyền vào năng lượng đinh tự cường tốt xấu cho để lại một điểm mặt mũi. Kế tiếp còn muốn có rất rất nhiều đường muốn đi, nói thí dụ như như thế nào thời gian dài duy trì liên tục phản ứng, như thế nào làm cho phóng điện năng lượng vượt lên trước truyền vào năng lượng, như thế nào đem từ ước thúc bên trong năng lượng lấy ra. Đinh tự cường đưa ra một series vấn đề. Nhà máy năng lượng nguyên tử bản chất chính là nấu nước mà thôi, vô lượng là đời thứ nhất nhà máy năng lượng nguyên tử, hay là chúng ta hiện tại thảo luận đệ tứ đại hành sóng đồi cao đoan ứng dụng nhà máy năng lượng nguyên tử, trên bản chất vẫn là nấu nước lợi dụng nấu nước hơi nước đổi thành năng lượng cơ giới phát điện. Đinh Tự Cường nói rõ đơn giản lấy phản ứng phân hạch Nusle phiêu dần nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện nguyên lý. Phản ứng nhiệt hạch thì như thế nào thu thập năng lượng đâu? Đinh Tự Cường phản vấn, phản ứng phân hạch Nusle phiêu dần một bộ này phương án không cách nào đơn giản đeo vào mặt trên, còn cần một lần nữa thiết kế mới thu thập năng lượng phương án, đây cũng là một cái khoa học nan đề. Cho nên mới có đệ tứ đại phản ứng phân hạch Nusle phiêu dần nhà máy năng lượng nguyên tử công việc nghiên cứu, nó là trình độ lớn nhất thay thế phản ứng nhiệt hạch sản vật một ngày có đệ tứ đại phản ứng phân hạch nusle dần nhà máy năng lượng nguyên tử đặc biệt là hành sóng xếp loại này cao cấp ứng dụng phương án vậy ý nghĩa quốc gia chúng ta nắm giữ năng lượng sẽ tăng lên trên diện rộng nhiều năng lượng hơn ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn nhiều tư nguyên hơn ý nghĩa càng cường đại quốc lực cái này một phần tư liệu là của chúng ta quốc chi trọng khí đinh tự cường trịnh trọng nói rõ hoàng tổng ta nói nhiều như vậy ngươi minh bạch ý tứ của ta sao đinh tự cường yên lặng nhìn lấy hoàng quốc tường Hoàng Quốc Tường nghe xong Đinh Tự Cường nói nơi này sao nhiều, hắn rốt cuộc minh bạch cái này hành sóng xếp tầm quan trọng. Thì ra là thế. Hoàng Quốc Tường một lời hai ý nghĩa, đã biểu lộ hắn biết hành sóng xếp tầm quan trọng, lại biểu lộ an lương vì sao các loại theo dệt chuyện tình. Hoàng Quốc Tường biết an lương đang liên lạc Bắc Đại Hùng, hắn thậm chí biết an lương ném ra đại giới, một năm không sai biệt lắm một tỷ đô la đại giới, chỉ là vì kéo lên Bắc Đại Hùng nhằm vào nghe Hồng Kinh Đô công ty điện lực. Đã từng Hoàng Quốc Tường cho rằng an lương đang tìm đường lui, do đó đa tuyến phát triển. Nhưng bây giờ mới hiểu được, nguyên lai An Lương người này lại có như vậy ý đồ. Nếu như không phải là muốn dùng tiền tài để cân nhắc hành sóng xếp giá trị, kỳ thực Hoàng quốc Tường cũng không biết đến tột cùng hẳn là làm sao tới so sánh, bởi vì hành sóng xếp kỹ thuật căn bản là vô giá, nó thậm chí áp đảo vết quốc hàng rào điện bên trên. Như vậy an toàn, cao như vậy hiệu, lại tiện nghi như vậy nguồn năng lượng, xác xác thật thật là đinh tự cường nói quốc chi trọng khí. Chương 1775, then chốt tiên sinh. 26 trải qua đinh tự cường tường tường tế tế sau khi giải thích hoàng quốc tường rốt cuộc minh bạch một cái hắn nghe đều không nghe qua hành sóng xếp đến tột cùng là dạng gì quốc chi trọng khí đinh đồng trưởng các ngươi đi qua cái này một phần tư liệu có thể kiến tạo hành sóng xếp nhà máy năng lượng nguyên tử sao hoàng quốc tường hỏi đương nhiên không thể đinh tự cường im lặng nhìn lấy hoàng quốc tường hành sóng xếp là đệ tứ đại nhà máy năng lượng nguyên tử trung cao cấp ứng dụng phương án trước mắt mà nói căn bản không có bất luận cái gì một nhà cơ cấu nghiên cứu ra tới cái này một phần tư liệu đúng là cùng hành sóng xếp tương quan nhưng trong đó không có kỹ thuật tỉ mỉ đinh tự cường nói rõ hoàng quốc tường trong lòng hủy bỏ đinh tự cường hoàng quốc tường hiểu rõ an lương cái này một phần tài liệu kỹ thuật nhất định có hậu tiếp theo 007. đúng rồi đinh Đồng trưởng ngươi làm thế nào biết cái này một phần tư liệu đến từ kinh đô công ty điện lực hoàng quốc tường phản vấn đinh tự cường im lặng nhìn lấy hoàng quốc tường hoàng quốc tường ý thức được chính mình phạm vào cái gì đơn giản sai lầm Đinh tự cường chỉ chỉ một tấm trong đó thiết kế đồ chỉ, dưới góc trái, nghe hồng ngữ đánh dấu kinh đô công ty điện lực tiêu chí. Hoàng Quốc Tường không nói, hắn nhìn tư liệu, nhưng không có xem cẩn thận như vậy. Hoàng Tổng, cái này một phần tư liệu là các ngươi từ kinh đô công ty điện lực ăn cắp sao, còn có càng nhiều tư liệu không có. Đinh tự cường hỏi. Hoàng Quốc Tường không có trả lời, hắn bừng tỉnh ý thức được một vấn đề, hắn khả năng lại cho An Lương cổng nồi. Họa Tào Hoàng Quốc Tường trong lòng âm thầm chửi bới bởi vì Hoàng Quốc Tường suy đoán cái này một phần tư liệu là An Lương cố ý cho hắn, một ngày đến tiếp sau xảy ra ngoài ý muốn, sợ rằng để một cái chịu tiếng xấu thay cho người khác đúng là hắn Hoàng Quốc Tường. Nếu như nói An Lương không hiểu việc sống xếp, vậy khẳng định không thành vấn đề. Nhưng An Lương dưới cờ thế lực nhiều như vậy, dưới tình huống như thế không có có một cái người hiểu công việc sống xếp. Hoàng Quốc Tường không tin. Nghĩ như thế, Hoàng Quốc Tường cảm giác mình lại cổng nồi, hắn có một loại cảm giác bất đắc dĩ, nói xong rồi giữa người và người tín nhiệm đâu kết quả giờ nào khắc nào cũng tại sáo lộ. Ta không có có nhiều tư liệu hơn. Hoàng Quốc Cường đáp lại. Ngươi đinh tự cường chần chờ một chút, mới, chỉ có, áp thanh âm nói chính là vậy đi kiếm qua đây. Hoàng Quốc Cường im lặng nhìn lấy đinh tự cường. Đinh tự cường hừ hừ nói, tranh quốc vận sự tình không phải mất mặt. Ngươi xem một chút bên ngoài những quốc gia kia, từng cái từng cái vì tranh quốc vận đều làm cái gì chuyện buồn nôn. Hoàng Quốc Cường lặng lẽ gật đầu. Đinh đồng trưởng, ta đi trước, chuyện này không muốn truyền bá ra ngoài. Hoàng Quốc Cường nhắc nhở nói. Đinh Tự Cường khẳng định đáp lại, yên tâm, ta hiểu. Quốc gia năng lượng cao vật lý nghiên cứu sở vốn chính là cao độ bảo mật đơn vị làm việc, Đinh Tự Cường lại là sở trường, hắn há có thể không biết bảo mật vấn đề. Hoàng Quốc Cường mới vừa rời đi quốc gia năng lượng cao vật lý nghiên cứu sở, liền cho An Lương gọi điện thoại. An Lương tiếp thông điện thoại, hắn dỗ nước bọc nói, đêm hôm khuya khoắc, lão Hoàng, đừng làm sự tình. Ta đã biết ngươi tính toán nhỏ nhặt, chúng ta thảo luận một chút. Hoàng Quốc Cường mở cửa cửa thấy nói dường như đinh tự cường nói giống nhau tranh quốc vận sự tình không phải mất mặt ngươi muốn biết cái gì an lương phản vấn lập trường của ngươi hoàng quốc cường hỏi vẫn không có cải biến an lương đáp lại ta cuối tháng tới đế đô hoàng quốc cường tùng một khẩu khí cái kia một phần tư liệu chuyện gì xảy ra hoàng quốc cường phản vấn toàn bộ sự tình đều là làm cho người kia nhìn mà thôi ta đang đợi người nào đó ý kiến an lương đáp lại đi qua may mắn một đời hệ thống gợi ý Ba phần trọng yếu nguồn năng lượng tin tức, toàn bộ đến từ kinh đô công ty điện lực Mirai Sato, hắn là khai phát hành sóng xếp kỹ thuật nhân vật trọng yếu. Cái này một cái người phản cảm kinh đô công ty điện lực phương pháp làm. Không. Không chỉ có phản cảm kinh đô công ty điện lực đem ô nhiễm hạt nhân nước thải xếp vào đại hải, còn có đã từng tai nạn phát sinh thời điểm, kinh đô công ty điện lực mạnh mẽ đè sắp xếp nhân viên đi chịu chết tình huống. Mirai Sato gia nhập vào kinh đô công ty điện lực nguyên nhân căn bản, kỳ thực không có ai biết. Bởi vì Fukushima nhà máy năng lượng nguyên tử phát sinh tiết lộ thời điểm, Mirai Sato phụ thân Sato cận người bị cưỡng chế sắp xếp vào công việc sửa chữa, sau đó đưa đến ngoài ý muốn phát sinh. Mirai Sato là thế thân phụ thân danh ngạch tiến nhập kinh đô công ty điện lực, hắn vẫn biểu hiện phi thường bình thường, nhưng hắn nhưng thật ra là một gã thiên tài siêu cấp, từ nhỏ chịu đến phụ thân ảnh hưởng, hắn đối với nhà máy năng lượng nguyên tử nghiên cứu rất nhiều. Tiến nhập kinh đô công ty điện lực mục đích cũng cũng là vì thực hiện của mình kỹ thuật mộng tưởng, mà là vì thu thập kinh đô công ty điện lực hành vi phạm tội, do đó khiến cái này hành vi phạm tội cho hấp thụ ánh sáng tại công chúng trong mắt. May mắn một đời hệ thống tưởng thưởng trọng yếu nguồn năng lượng tin tức, liền tới từ Mirai Sato, làm an lương sử dụng vận rủi hàng lâm thẻ làm cho Torataro Aikawa xui xẻo, Torataro Aikawa lại đem kinh đô công ty điện lực làm ác công khai thời điểm, Mirai Sato liền như cùng Graphene tin chuyên gia quách chí dương giống nhau trở thành nhân tài đặc thù thưởng cho. 2.8 hiện tại vấn đề duy nhất là như thế nào lợi dụng hành sóng xếp cái này một cái kỹ thuật. Hành sóng xếp kỹ thuật không phải graphene pin kỹ thuật, Graphene pin kỹ thuật xác thực rất cường đại, đồng thời có thể phá vỡ trước mắt tin sản nghiệp, nhưng toàn cầu phạm vi cũng liền ngàn ức đô la cấp bậc thị trường, không có đạt được vạn ức đô la cấp bậc. Nhưng mà hành sóng xếp vấn đề không phải là tiền, nó ý nghĩa quốc vận. Dù cho An Lương đã được đến may mắn một đời hệ thống gợi ý, hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối đến tiếp sau công việc. Sở dĩ may mắn một đời hệ thống mới, chỉ có đặc biệt nhắc nhở An Lương cẩn thận đối đãi thưởng cho. Ngươi đang đợi ai? Hoàng quốc cường thử dò xét hỏi. Then chút tiên sinh. An Lương cười đáp lại. Chương 1776, chẳng lẽ là bánh gato? 3, 6. An Lương cũng không có nói cho Hoàng Quốc Cường then chốt tiên sinh tin tức, bởi vì An Lương bên này cần lén lút tiếp xúc Mirai Sato, do đó đem Mirai Sato thần không biết quỷ không hay dời đi. Dựa theo may mắn một đời hệ thống cung cấp tin tức, Mirai Sato cũng không có bại lộ tài năng của mình, sở dĩ lần này có thể mang Mirai Sato chuyển dời đến giết quốc phía sau An Bài cho hắn một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Ngày hôm sau chủ nhật chín giờ sáng chung an lương đem hạ như ý cùng hạ hòa tâm đưa đến đào tạo lái xe các nàng là định chế dạy học phục vụ có chuyên môn huấn luyện viên phụ trách các nàng dạy học công tác an lương không có cùng đi hạ gia hai tỷ muội tập lái xe hắn đi trước an tâm đầu tư công ty ở chính mình trong phòng làm việc cùng nhân nghĩa an toàn công ty nối giao lưu thảo luận như thế nào giờ đi sato chưa giải quyết tình dựa theo mirai sato chưa cho hấp thụ ánh sáng tài năng tình huống mirai sato hoàn toàn có thể chính mình cử chuyến bay đi trước Giác quốc sau đó ở z quốc mất tích an bài như thế thoạt nhìn lên không thành vấn đề. Nhưng thật 20 tế bên trên vấn đề không nhỏ. Bởi vì Mirai Sato mất tích sau đó, giác quốc bên này tuần bộ nhất định sẽ tìm kiếm, nghe hồng bên kia cũng sẽ điều tra, do đó sản sinh một series phiền phức, một phần vạn liền xảy ra ngoài ý muốn đâu. An Lương không thích ngoài ý muốn. Trải qua một phen thảo luận sau đó, An Lương cùng nhân nghĩa an toàn công ty đường cẩm thắng sơ bộ xác định phương án tương quan, nhưng còn cần nhân nghĩa an toàn người của công ty viên trước một bước tiếp xúc Mirai Sato. Gần tới trưa. An Lương cho Bạch Nguyệt gửi đi tin tức. An Lương, Bạch Nguyệt đồng học, ngươi ở trường học sao? Ngươi. Bạch Nguyệt, vị trí tin tức, Nam Phong 4 đường. Bạch Nguyệt, cảnh đồng học, ta đang ở phản hồi trường học trên đường, lập tức đi nhà ăn. An Lương, ngươi chính ở bên kia chờ ta, chúng ta ở bên kia ăn cơm. Bạch Nguyệt, ô OH. hát. Bạch Nguyệt nhìn lấy An Lương gửi tới tin tức, trong lòng nàng len lén vui vẻ, bởi vì lại có thể cùng với An Lương ăn cơm trưa, lại có thể len lén nhìn lấy An Lương, dù cho cứ như vậy len lén nhìn lấy cũng tốt, nàng hy vọng xa vời rất thấp. Không đủ thời gian nửa tiếng, An Lương nhận được Bạch Nguyệt điện báo, hắn đi qua xe tải điện thoại nghe hoàng. Cảnh đồng học, ngươi qua đây sao? Bạch Nguyệt hỏi. An Lương khẳng định đáp lại, lập tức phải đến rồi, còn có chừng 5 phút. Ta ở Nam Phong Ba đường Vũ Nguyệt bên này. Bạch Nguyệt nói rõ. Hung. Ân, ta tới Vũ Nguyệt nhìn. An Lương đáp lại. Không đủ ngủ phút, An Lương đạt đến Nam Phong Ba đường, ở nhánh đường lâm thời chỗ đậu xe xe đổ bên này chỗ đậu xe hơi đen bởi vì tới gần đại học đồng thời có một cái phố buôn bán lâm thời chỗ đậu xe 10 đồng tiền một giờ chỉ do là dứt dê béo thiên phủ học viện kinh tế bãi đậu xe lộ thiên là miễn phí bất quá đi tới muốn gần 10 phút an lương tự nhiên khả năng tham điểm ấy tiện nghi hắn thời gian hệ càng đáng giá tiền vũ nguyệt siêu thị trung bạch nguyệt dường như đã từng vẫn còn ở vũ nguyệt công tác giống nhau nàng tỉ mỉ dò xét vũ nguyệt nội bộ tình huống nếu như vô tình gặp hắn vấn đề nhỏ nàng liền chính mình đem tiểu giải quyết vấn đề. An Lương phát hiện Bạch Nguyệt sau đó, liền đi tới, hắn hô, Bạch Nguyệt đồng học. Bạch Nguyệt đang ở chỉnh lý hỗn thả thương phẩm, nàng đáp lại một tiếng, cảnh đồng học, ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì? Ngươi đây. An Lương phản vấn. Ở Bạch Nguyệt trả lời phía trước, An Lương tiếp tục bổ sung, ở trong trí nhớ của ngươi có ấn tượng hay không đặc biệt khắc sâu đồ đạc, ngươi bây giờ cũng muốn ăn đồ đạc. Bạch Nguyệt suy tư. Trong trí nhớ Mỹ thực sao? Hơn 10 giây sau đó, bạch nguyệt có chút ngượng ngùng đáp lại ta trong trí nhớ ấn tượng đặc biệt khắc sâu đồ đạc ân ừ. ta cảm thấy cảnh đồng học sẽ không thích chúng ta bên này có không an lương phản vấn bạch nguyệt đến từ đám mây sơn thôn an lương thật tò mò bạch nguyệt trong trí nhớ mỹ thực đến tột cùng là cái gì có bạch nguyệt gật đầu nam phong ba đường bên này thì có an lương trong đầu cấp tốc xẹt qua nam phong ba đường đủ loại tiệm ăn uống từ lẩu đến hải sản tự giúp mình từ đó bữa ăn đến nướng thịt hắn cảm thấy những thứ này đều không phải là Bạch Nguyệt đáp án. Mang ta đi nếm thử. An Lương mở miệng. Bạch Nguyệt hơi do dự, liền gật đầu bằng lòng, "Tốt." Hai người đi ra Vũ Nguyệt siêu thị, Bạch Nguyệt chủ động dẫn đường, hai gã Vũ Nguyệt nhân viên cửa hàng đang đang thì thầm nói chuyện, các nàng hâm mộ nhìn lấy Bạch Nguyệt bối ảnh, bởi vì các nàng đều biết Bạch Nguyệt cũng biết Bạch Nguyệt là từ Vũ Nguyệt đi ra, hiện tại đã 120 trở thành động vật tinh nhân cứu viện cơ kim hội cùng động vật tinh nhân bảo hộ nhà người quản lý các nàng cảm thấy dù cho Bạch Nguyệt sau khi tốt nghiệp cùng An Lương mỗi người đi một ngã, cái này một phần lý lịch cũng phi thường trân quý. Nam Phong ba đường mạch đoạn. Bạch Nguyệt mang theo An Lương đi tới một cái tên là Gió Ngừng Tư Nhân quay tiệm, một nhà này quay tiệm cung cấp hiện nướng bánh gato cùng bánh mì, còn có một chút tự chế tiểu bánh bích quy. An Lương trong lòng âm thầm nghĩ lấy, chẳng lẽ là Bạch Nguyệt khi còn bé trong trí nhớ, thích nhất mỹ thực là bánh gato sao? Có lẽ là nàng sinh nhật thời điểm, mẹ của nàng chuẩn bị cho nàng một cái tiểu bánh gato. An Lương không thích bánh gato. An Lương sinh nhật thời điểm, bánh gato đều không người ăn, chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Bởi vì An Lương cảm thấy bánh ngọt bơ quá dính người, An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà cũng sẽ không ăn, tất cả đều là An Thịnh Vũ mang tới công trường, làm cho thích bơ nhân viên ăn tươi. An Lương trong lòng yên lặng nghĩ lấy, nếu như Bạch Nguyệt trong trí nhớ Mỹ thực thật là bánh gato, hắn vẫn là kiên trì ăn hai cái A. Chương 1777, Bạch Nguyệt chúc phúc 46 4, 6. Gió ngừng quay trong điếm, Bạch Nguyệt chủ động mở miệng, Phùng Tỷ, ngày hôm nay không có bột nở phát bánh sao? Bột nở phát bánh. An Lương hơi chút chần chờ một chút, hắn cấp tốc trên điện thoại di động thăm dò tin tức tương quan, nguyên lai like chính là Thịnh Khánh địa khu trở về bánh, một loại sử dụng bột nở lên men chế luyện truyền thống bánh ngọt. Tuy là khẩu vị có một chút kỳ quái, nhưng giá cả phi thường tiện nghi. Mặc dù là ở 2020 năm ngày hôm nay, loại này bột nở phát bánh giá cả cũng chính là không đến một khối tiền một cái chứ nhưng mà thời đại này tùy tùy tiện tiện một cái bó dứa khóng thơm liền dám bán năm khối đâu. An Lương trong lòng có một điểm khó chịu, hắn mới vừa cho rằng Bạch Nguyệt khi còn bé trong trí nhớ Mỹ thực là bánh gato, vậy đại khái chính là sao không ăn thịt mi. Một gã thoạt nhìn lên cô gái chừng 30 tuổi từ quay phòng đi tới, nàng đáp lại nói, là Bạch Nguyệt A, à, ngươi chờ một chút, còn có bột nở phát bánh, nhưng không có trưng bày đi ra. Không đủ 2 phút, trung niên nữ tử đem một bao bột nở phát bánh lấy ra, nàng chủ động mở miệng, đây là ngày hôm qua làm bạch nguyệt thuần thục quét mã thanh toán tám cái bột nở phát bánh giá tiền là năm khối tiền giá cả tương đương lợi ích thực tế trung niên nữ tử nhìn về phía an lương nàng đùa dẫn hỏi bạch nguyệt cái này một vị là ân ân phùng tỷ bạch nguyệt có điểm xấu hổ đáp lại đây là ta đồng học cũng là vũ nguyệt lão bản hắn gọi an lương bình an hiền lành an lương an lương trong lòng âm thầm thở dài cái này bạch nguyệt cư nhiên như thế quan tâm hắn sao nếu không sẽ nhớ kỹ những thứ này Bạch Nguyệt lại cho An Lương giới thiệu cái này một vị hơn 30 tuổi nữ tử, cảnh đồng học, cái này một vị là Phùng Đình, nàng là ông chủ của tiệm này, tên tiệm chính là nàng tên Đồng Âm danh. Phùng Đình, gió ngừng. Có chút ý tứ. Người tốt, Phùng lão bản. An Lương thuận miệng chào hỏi. Nguyên lai là Vũ Nguyệt An tổng, rất hân hạnh được biết An tổng. Phùng Đình khách khí đáp lại, nàng biết Vũ Nguyệt không đơn giản, Vũ Nguyệt đã mở ra đại lý hình thức, đồng thời thuận lợi bán đất đâm rồi. Ở trong mắt người bình thường Phủ Nguyệt quy mô đã rất lớn, Phùng Đình thái độ tự nhiên tương đối khách khí. Bạch Nguyệt lấy ra một cái bột nở pháp bánh đưa cho An Lương, cảnh đồng học, ngươi nếm thử. An Lương không do dự nhận lấy, hắn thưởng thức bột nở pháp bánh. Ma bột nở pháp bánh có một loại không nói được đặc biệt mùi vị lỗ An Lương không phải rất ưa thích, nhưng vẫn là cùng đi Bạch Nguyệt ăn xong một cái. Chi không thể ăn, đúng không? Bạch Nguyệt hỏi. An Lương không có che giấu gật đầu, mùi vị không phải. Kháng cân, ta cũng hiểu được mùi vị không phải quá tốt. Bạch Nguyệt đáp lại, ta khi còn bé cùng mụ mụ đi liệt hỏa hương đi chợ thời điểm, mụ mụ sẽ cho ta mua một cái bột nở phát bánh. Vào lúc đó, ta cảm thấy nó ăn ngon cực kỳ, nó có một loại đặc thù mùi vị, để cho ta khi còn bé luôn là chọc không được muốn ăn nó. Bạch Nguyệt nói tiếp. Cho tới bây giờ, mỗi một tháng tổng có đến vài lần muốn ăn nó, rõ ràng hắn mùi vị cũng không khá lắm ăn, nhưng chính là nhịn không được. Bạch Nguyệt bổ sung. An Lương trầm mặt nghe, hắn còn là sử dụng trong trí nhớ Mỹ thực thưởng cho phản hiện thẻ. Ken. Xin phía sau, đang ở ước định ký chủ cùng Bạch Nguyệt vui mừng trình độ, trong trí nhớ thức ăn ngon độ giống, cùng với tốt chủ độ hài lòng. Đang ở rút ra ngẫu nhiên phản hồi hiện hệ số. Phản hồi hiện hệ số, 1.000. Vui mừng hệ số, 1.69. Ký ức hệ số, 0.99. Trình độ hài lòng, 0.6. Tổng hợp phản hồi hiện thưởng cho, 16. 400 nguyên. Một lần này nghĩ thưởng ít vô cùng, thuộc về từ trước tới nay thấp nhất phần thưởng chứ bởi vì tiêu phí số đến quá thấp, cũng chỉ có 5 nguyên cơ sở tiêu phí, dù cho rút trúng tối cao ngẫu nhiên hệ số 1.000 lần, đồng dạng không cách nào thu được quá cao thưởng cho. Nhưng An Lương muốn không phải thưởng cho, vô luận là hơn một vạn khối, vẫn là hơn 10 triệu, đối với bây giờ An Lương mà nói, kỳ thực khác biệt không phải đặc biệt lớn. An Lương ra xét bạch nguyệt thích bột nở phát bánh trình độ. Ở vui mừng hệ số cái này một cột, An Lương vui mừng hệ số là 0.7, bạch nguyệt vui mừng hệ số là 0.99, hầu như tiếp cận mắt trị số. Tuy là Bạch Nguyệt cảm thấy bột nở pháp bánh không thể ăn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Bạch Nguyệt vui mừng, nàng muốn là trong trí nhớ mùi vị, sở dĩ ký ức hệ số cũng là 0.99, đồng dạng tiếp cận mắt trị số tình huống. Ken Chúc mừng ký chủ gây ra đặc biệt tưởng thưởng, trong trí nhớ mỹ hảo. Bạch Nguyệt phi thường cảm động với ký chủ cùng đi ăn bột nở pháp bánh hành vi, Bạch Nguyệt trong lòng yên lặng chúc phúc ký chủ bình an thuận lợi. Chúc phúc lực lượng thu được tiến thêm một bước cường hóa. An Lương đã từng thu được Bạch Nguyệt chúc phúc, nàng thành tính vì an lương cầu phúc chúc phúc an lương sống lâu trăm tuổi bách bệnh bất xâm bình thường an an hiện tại lại một lần nữa chúc phúc an lương bình an thuận lợi cái này bạch nguyệt thật đúng là yên lặng ở phía sau màn chịu đựng an lương an lương trong lòng âm thầm thở dài hắn nhìn thoáng qua bạch nguyệt nàng vẫn còn ở ăn bột nở phát bánh an lương nhắc nhở ngươi cơm trưa sẽ không liền ăn cái này chứ à bạch nguyệt có chút ngượng ngùng lấy thêm một vương cái cho an lương cảnh đồng học vậy ngươi lại ăn một cái phạm an lương không nói thần đạp mã lại ăn một cái chẳng lẽ ngươi buổi trưa sẽ không ăn những thứ khác rồi hả an lương truy vấn bạch nguyệt do dự mà gật đầu động vật tinh nhân cứu viện cơ kim hội còn có một ít chuyện cần xử lý ta được nhanh lên một chút chạy trở về an lương cao mày ta phía trước liền nói cho ngươi động vật tinh nhân cứu viện cơ kim hội sự tình ngươi hẳn là học được làm cho những người khác tự mình giải quyết chúng ta bây giờ đi ăn nướng thịt nhưng là bạch nguyệt muốn nói rõ động vật tinh nhân cứu viện cơ kim hội sự tình cần nàng xử lý nguyên nhân nhưng nàng bị an lương cắt đứt không có thế nhưng chúng ta ăn trước bữa trưa chúng ta đi ăn nướng thịt ngươi chờ một chút ăn nhiều một điểm an lương bổ sung chương 1778, gần trở về năm sáu thời gian vội vã năm tháng cuối cùng một tuần mặc dù an lương ở trường học hắn cũng vô cùng bận rộn từ sa tô chưa giải quyết tình đến đông thanh tử gây giống sự tình từ phi hành mô tơ sự tình đến an lương phía trước lấy được phi cơ tư nhân sự tình toàn bộ đều cần an lương xử lý đông thanh tử gây giống sự tình rất thuận lợi. Thực sự, biên tiểu cương giáo sư đã đi qua trồng sinh sôi nảy nở phương thức, thành công sinh sôi nảy nở 100 gốc mới đông thanh tử, đang cùng An Lương thương nghị đối ứng cấy ghép điểm. An Lương không có lý do gì cự tuyệt chuyện này, chỉ có thể phân phó trọng hồng lâm sử để ý chuyện này, tận lực ở thập lý vịnh tìm kiếm thích hợp sân bãi, đồng thời thành lập đối ứng hệ thống an ninh. Tuy là An Lương trước giờ biết đông thanh tử không cách nào gây giống, nhưng việc này vẫn là phải làm, bởi vì phù hợp logic. Kỳ thực không chỉ là phù hợp logic, An Lương làm chuyện này còn có một cái ngoài ý muốn chỗ tốt. Đó chính là thu được một hồi thất bại. Giống như đối với An Lương mà nói, một hồi thất bại rất trọng yếu. An Lương hiện nay còn không bại trận, sở dĩ có một hồi thất bại ghi chép cũng tốt vô cùng, chí ít 700 làm cho An Lương thoạt nhìn lên không phải hoàn mỹ không một tì vết. Xét thấy có một hồi thất bại thu hoạch, An Lương cũng không ngại ở thập lý vịnh thành lập một cái đông thanh tử trồng trọt công việc trên lâm trường. Đông Thanh Tử gây giống bên này công tác quyết định thất bại, nhưng An Lương cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm. Nhưng mà Alexi bên này làm sự tình, làm cho An Lương có một chút dở khóc dở cười. Làm phi hành motor đi qua tiếng nhập vét quốc sinh sau đó, Alexi lựa chọn cưỡi xe lửa từ Mốt Sơ Gam tới Đế Đô, được trình có chừng 6 ngày. Alexi tuyển trạch xe lửa nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không có tiền, vé xe lửa tiện nghi, vé máy bay đắt đến bạo tạc. Không phải Alexi ba người bọn họ vé máy bay quá đắt, mà là gửi vận chuyển phi hành motor giá cả quá mắc. Sở dĩ bọn họ tuyển trạch gửi vận chuyển phí dụng tiện nghi xe lửa. Loại này thao tác, An Lương đã vô lực nhổ nước bọt. Nếu như Alexi sớm một chút nói, An Lương trực tiếp cho Alexi bọn họ chi trả lộ phí, nơi nào cần làm loại này danh đường. Quả thực có độc. Lo lắng. May mắn An Lương muốn cuối tháng mới đi đế đô, đồng thời còn bận rộn hơn Trần Tư Vũ sinh nhật, chờ các loại Alexi bọn họ đến rồi đế đô thời điểm, An Lương vừa lúc làm xong sự tình. Lệ. 31 tháng 5 nhật. Việc mạc ngày cuối cùng, buổi sáng 8 giờ. An Lương bồi bạn hạ gia 2 tỷ muội tham gia bằng lái sát hạch, vô luận là Hạ Hòa Tâm, vẫn là Hạ Như Ý, hai người sát hạch đều phi thường thuận lợi, các nàng dễ dàng liền thông qua bằng lái sát hạch. Gần tới trưa, trung tâm tài chính quốc tế An Tâm đầu tư công ty, An Lương bên trong phòng làm việc. An Lương thuận miệng nói, "Lúa Tâm, Như Ý, các ngươi nghĩ xong mua gì xe sao?" Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm đều suy tính tới tới, các nàng ban đầu lựa chọn là BMW cùng Mercedes-Benz an lương biểu thị có thể tiếp tục hướng bên trên tuyển rạch an lương thuận miệng nói bằng không tuyển rạch ferrari như thế nào đây hạ hòa tâm trực tiếp phủ định không thích hạ như ý cũng cự tuyệt ta cũng không thích vậy các ngươi từ từ suy nghĩ chậm rãi tuyển rạch an lương ôm hai người hắn hơi vuốt ve hai người thon thả sau đó nói tiếp đúng rồi ta buổi chiều muốn đi đế đô bên kia có công tác cần xử lý an lương bổ sung chờ ta trở lại thời điểm lại mang bọn ngươi đi mua xe các ngươi có thể suy tính một chút bất chờ gì gì đó hoặc là ta hiện tại lái Lamborghini Urus. An Lương đem hai cái chìa khóa xe lấy ra, một bả là Lamborghini Urus, một cây khác là Ferrari 488 Pizza, hắn thuận tay đem hai cái chìa khóa xe đưa cho hạ gia hai tỷ muội. Các ngươi trước tiên có thể thử xem, nhìn có thích hay không, nếu như thích, chúng ta có thể mua loại này. An Lương bổ sung. Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm cũng không có cự tuyệt An Lương có hảo ý. Hạ Như Ý hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Không xác định, muốn xem công tác có thuận lợi hay không. An Lương đáp lại, nhưng cũng sẽ không vượt lên trước một tuần lễ. Ân ân. Hạ Như Ý gật đầu. Đúng rồi, chúng ta chờ một chút ăn cơm trưa, từ các ngươi lái xe đưa ta đi sân bay. An Lương vừa cười vừa nói, chờ một chút đi qua thời điểm, các ngươi một người mở nửa chặng đường, ta ở kế bên người lái cho các ngươi áp trận. Hạ Như Ý hừ nhẹ, tuy là chúng ta là tân thủ, nhưng chúng ta kỹ thuật không kém lạp. Hạ Hòa Tâm tán thành, giống như, chúng ta kỹ thuật cũng không kém mỏi mắt mong chờ an lương cười hôn một cái hai người đi 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 buổi trưa hải sản lẩu cả đứng lên đế đô bên kia lẩu không quá chính tông mặc dù là lẩu loại vật này cũng sẽ theo địa phương ẩm thực khẩu vị làm ra cải biến nói thí dụ như ở đế đô ăn lẩu tương vừng chấm điệp đó chính là hướng bản địa ăn uống phong cách thỏa hiệp một trận lẩu sau khi ăn xong an lương ba người đi tới dưới đất bãi đổ xe trước tiên từ hạ hòa tâm lái xe an lương ngồi ở vị trí kế bên tài xế hạ như ý ngồi ở hàng sau tọa an lương nhắc nhở yên tâm lái xe Lamborghini Urus an toàn tính có thể rất tốt, đồng thời người bình thường cũng sẽ ẩn nút chúng ta, chúng ta vô cùng an toàn. Loại này siêu hào hoa xe kèm theo bị động phòng đụng công năng. Bởi vì một dạng chủ xe đều sẽ theo bản năng cách xa loại này xe. Dù sao một phần vạn đụng phải đâu. Đó chính là đại bi kịch. Ân ân. Hạ hòa tâm khẳng định đáp lại. Nàng sâu hấp một hơi khởi động Lamborghini Urus, sau đó chậm rãi ly khai trung tâm tài chính quốc tế dưới đất bãi đổ xe. Chương 1779, Khổ sở tuyển trạch 6, 6, Trước khi đến thiên phủ phi trường quốc tế trên đường, Hạ Hòa Tâm lái Lamborghini Urus, nàng điều khiển phong cách trầm ổn. Không có cái mới tay cái loại này phương hướng phiêu hốt cảm giác. Chờ, các loại, Hạ Như Ý lúc lái xe, An Lương phát hiện Hạ Như Ý càng truy cầu tốc độ một điểm, nàng bình quân tốc độ vượt qua Hạ Hòa Tâm, nhiều lần xuất hiện sâu đạp chân ga tình huống. An Lương nhắc nhở nói, chú ý an toàn. Biết rồi, biết rồi, ta siêu ổn. Hạ Như Ý đáp lại. May mà An Lương sở hữu nguy hiểm năng lực linh cảm, bằng không Hạ Như Ý như vậy lái xe, An Lương cảm giác mình sẽ phải có chút lo lắng. Lân Cận Thiên phủ phi trường quốc tế, An Lương vì Hạ Như Ý chỉ đường, trực tiếp tiễn ta đến xuất phát miệng thì tốt rồi, các ngươi tiếp tục lái xe, khắp nơi đi một vòng. Hạ Như Ý không có cự tuyệt, 10 cái tân thủ tài xế có chính cái thích lái xe. Hạ Như Ý đem An Lương đưa đến xuất phát miệng, An Lương cùng Hạ Hòa Tâm cùng nhau xuống xe, Hạ Hòa Tâm phải thay đổi đến hàng trước kế bên người lái. An Lương nhân cơ hội hôn một cái Hạ Hòa Tâm. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại. An Lương hắc hắc hư cười nói. Hạ Hòa Tâm liếc một cái An Lương, nàng vất tay một cái, lên đường bình an. Hạ Như ý lái xe ly khai, bởi vì lữ khách xuất phát điện không cho phép thời gian dài xe đổ, bằng không chính là 200 khối, lại thêm 3 phần, tân thủ tài xế không chịu nổi cái này dạng trừ điểm. An Lương nhìn một chút thời gian, hiện tại mới chỉ có một điểm vừa qua khỏi, hắn vé máy bay là 2 giờ rưỡi, vì vậy quyết định đi trước quý khách phòng nghỉ chờ một lát an lương lấy thẻ lên máy bay sau đó liền hướng quý khách phòng nghỉ đi tới ở quý khách trong phòng nghỉ ngơi an lương vốn là ở nhắm mắt dưỡng thần nhưng hắn cảm giác được chân nhỏ bị cái gì đồ vật va vào một phát sau khi mở mắt mới phát hiện là một viên tiểu plastic cầu một gã thoạt nhìn lên năm sáu tuổi tiểu cô nương đang kiếp xanh xanh nhìn lấy hắn cái này một viên tiểu plastic cầu hiển nhiên là đối phương an lương đem tiểu plastic cầu nhặt lên vẻ mặt ôn hòa hướng về phía tiểu cô nương đưa tới ý bảo đối phương tới lấy một gã nữ nhân trẻ tuổi vội vã đi tới nàng ấy nấy nói, xin lỗi, tiên sinh, thật sự là xin lỗi. nhân nhân, nhanh lên một chút cho chú xin lỗi. nữ nhân trẻ tuổi mở miệng nhắc nhở, thúc thúc, không phải. người nữ nhân này có hay không một một xíu ánh mắt. an lương hôm nay mặc là guxi ngày mùa hè hưu nhàn tê sớt, cùng với hưu nhàn quần sóc, lại tăng thêm guxi hổ đầu dày cứng. trang phục như vậy phi thường học sinh gió, dựa vào cái gì gọi hắn bằng chú? tên là nhân nhân tiểu cô nương vội vàng xin lỗi, xin lỗi, đại ca ca ta mới vừa là cố ý, An Lương yên lặng cho nàng điểm một cái khen, đây mới là chính xác xưng hô. Miệng. Không sao. An Lương đem tiểu plastic cầu đưa cho đối phương. Trữ tại đại ca ca. Nhân nhân nói lời cảm tạ. Phong An Lương gật đầu. Nữ nhân trẻ tuổi kia có điểm ấy nấy đối với An Lương gật đầu thăm hỏi, sau đó lôi kéo nhân nhân ly khai. An Lương lấy điện thoại di động ra ở đế đô tiểu đồng bọn đàn gửi tin nhắn. An Lương, các huynh đệ, ta hôm nay tới đế đô, phía trước hỏi chuyện của các ngươi làm xong chưa? Lý Tồn Viễn, làm xong là làm xong, nhưng lương ca ngươi không lo lắng nên nhược sương ăn giấm chua. Vân Hải Dương, ngồi đợi lương ca lật xe. Tiền Tiểu Cương, yên lặng trong học tập. An lương, lật xe là không có khả năng lật xe, nhà của chúng ta Ninh Nhược Sương không có dễ giận như vậy. Ninh Nhược Sương thực sự làm được phi thường tốt, nàng trăm phần trăm làm xong rồi nàng đã từng hứa hẹn, nàng nói không tranh không đoạt, không phải ầm ĩ không nháo, liền thực sự làm xong rồi những thứ này. Tuy là An Lương cũng nỗ lực xử lý sự việc công bằng, nhưng cũng không thể phủ nhận Ninh Nhược Sương trả giá, cũng tương tự không thể phủ nhận Trần Tư Vũ trọng lượng, đây là tam phương cùng nhau nỗ lực kết quả. An Lương, được rồi, lần này tốn bao nhiêu tiền? Lý Tồn Viễn, không nhiều lắm, không nhiều lắm, tổng cộng 640 vạn. Vân Hải Dương, chủ yếu là hoàn cảnh bộ môn cho ra hóa đơn hơi nhiều. Tiền Tiểu Cương, mặc dù ta đã buôn bán lời rất nhiều tiền, nhưng ta cảm thấy ta luyến tiếc. An Lương, thằng nhóc cứng đầu ca, ngươi không phải luyến tiếc, mà là cảm thấy đối phương không đáng. Thế giới của người có tiền trung, hắn có thể chính mình một bữa cơm hoa mấy trăm ngàn, nhưng sẽ không hoa mấy vạn cho muội tử mua một cái túi, đây cũng không phải là kẻ có tiền keo kiệt, chỉ là bởi vì cảm thấy cô em gái này không đáng mà thôi. Rõ ràng là đơn thuần tiền tài lui tới quan hệ, tại sao muốn sản tạp cảm tình đi vào? Lý Tồn Viễn, Kim Tâm Vân Hải Dương, sở dĩ thằng nhóc cứng đầu ca là học một nửa nam nhân tốt. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương ca, ngươi cái tất lại bắt đầu gây sự tình an lương ở đế đô tiểu đồng bọn đàn hàng huyên một hồi một gã quý khách phòng nghỉ nhân viên công tác qua đây nhắc nhở an lương an tiên sinh ngài cưỡi lấy chuyến bay gần đăng ký loại này nhắc nhở phục vụ là quý khách phòng nghỉ trụ cột nhất phục vụ hiện tại thông báo an lương đăng ký nhưng thật ra là khoan hạng nhất khách hàng ưu tiên đăng ký do đó tránh cho khoan hạng nhất khách hàng cùng khoan phổ thông khách hàng chật chội tình huống tốt cảm ơn an lương khách ký đáp lại nhưng mới vừa đáp lại sau đó nguy hiểm năng lực linh cảm liền phát ra nguy hiểm dự cảm An Lương ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng âm thầm cảm ứng nguy hiểm năng lực linh cảm phản hồi tình huống. Đại ca ca, ngươi cũng là đi đế đô sao? Nhân nhân đi tới An Lương bên người hỏi. Nghe nhân nhân hỏi, An Lương ngẩn ra, hắn liếc một cái đối phương thể lên máy bay, thình lình cũng là XEA9008 hào chuyến bay. Nhưng mà vấn đề xuất hiện. Căn cứ nguy hiểm năng lực linh cảm phản hồi tin tức, cái này một cái này chuyến bay có chuyện, nguyên bản An Lương có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ, nói thí dụ như về trước đi an tâm đầu tư công ty một chuyến, liền có thể bỏ qua lớp học này chuyến bay. Nhưng bây giờ nhân nhân chủ động hỏi hắn, An Lương trong lúc nhất thời lâm vào giày vào bên trong, hắn ứng với nên lựa chọn như thế nào? Đăng ký. Cái này một cái này chuyến bay có chuyện. Liên hệ sân bay quản lý phương, biểu thị cái này một cái này máy bay có chuyện. Nhưng lý do đâu? An Lương như thế nào biết được? Một cái lại một cái vì sao sau đó, An Lương căn bản tìm không được giải thích lý do, do đó có thể đưa tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng sở dĩ An Lương hiện tại lâm vào thế khó xử tuyển trạch bên trong. Chương 1780, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi hành. 1. 6. Thiên phủ phi trường quốc tế, quý khách cửa phòng nghỉ ngơi, An Lương lâm vào thế khó xử tuyển trạch bên trong. Nếu như mới vừa An Lương cùng nhân nhân không cùng xuất hiện, nếu như mới vừa nữ nhân trẻ tuổi kia thái độ hoành hành ngang ngược một điểm, chủ động chỉ trích An Lương, thuận tiện tới một câu nàng còn chỉ là một cái hài tử, nếu như mới vừa nhân nhân thái độ hơi chút không xong một ít, cự không xin lỗi, còn một khóc hai nháo, nếu như. Nhưng không có những thứ này nếu như a. À. Sự thật là nhân nhân thật biết điều, nữ nhân trẻ tuổi kia thái độ cũng rất khách khí. Lòng người phi thường phức tạp. Nếu như nguy hiểm năng lực linh cảm trước giờ một điểm nhắc nhở An Lương, nói thí dụ như An Lương mới vừa từ trung tâm tài chính quốc tế dưới đất bãi đổ xe lúc rời đi, nguy hiểm năng lực linh cảm liền nhắc nhở 89 linh An Lương một lần này chuyến bay có chuyện, An Lương có thể thoải mái tuyển trạch lưu lại. Về phần tại sao mua vé máy bay không có đi? Lý do nhiều lắm nói thí dụ như phải bồi bạn hạ như ý cùng hạ hòa tâm. Mà bây giờ là An Lương cùng nhân nhân thành lập đồng thời xuất hiện, đối phương từ một cái tên phù hiệu biến thành một cái người sống sờ sờ, không còn là vẻn vẹn một cái tên mà thôi. Nếu như chỉ là một cái tên phù hiệu, An Lương có thể làm được thông dong bình tĩnh quên đối phương sinh tử. Mỗi một năm toàn cầu hàng không tai nạn đều ở đây phát sinh, An Lương cứu không được mọi người, cái kia là đối phương vận mệnh. Chỉ là bây giờ đối phương từ một cái tên phù hiệu biến thành một cái đứng trước mắt hắn người sống sờ sờ, an lương rất khó lại coi thường sinh mệnh quân tử có cái nên làm có việc không nên làm an lương trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều hoặc nhìn lên giường như cần thời gian phải rất lâu nhưng trên thực tế chính là một giây đồng hồ mà thôi đối mặt nhân nhân hỏi an lương khẳng định đáp lại giống như ta cũng đi đế đô ở an lương làm ra tuyển trạch sau đó nguy hiểm năng lực linh cảm lại phát ra mới gợi ý càng rõ ràng cùng cẩn thận hơn tin tức xuất hiện ở an lương trong đầu một lần này chuyến bay có đại nguy cơ nhưng an lương đã làm ra tuyển trạch làm an lương trong nội tâm lại một lần nữa làm ra lựa chọn thời điểm nguy hiểm năng lực linh cảm lại xuất hiện biến hóa mới nó thời gian thực thay đổi tin tức nhắc nhở an lương có nguy hiểm ken tập cảnh cáo mời ký chủ chú ý túc chủ tuyển trạch đem đối mặt nguy hiểm to lớn mời ký chủ quy nguy hiểm như vậy tuyển trạch liền may mắn một đời hệ thống đều nhảy ra nhắc nhở an lương miệng biểu thị nguy hiểm năng lực linh cảm độ chuẩn xác co tập an lương trong lòng âm thầm thở dài hệ thống ta muốn cải biến chuyện này An lương tại ý niệm trung hồi phục may mắn một đời hệ thống. Ken. Khẩn cấp thưởng cho, chúc mừng ký chủ thu được cái hàng không dân dụng điều khiển sơ cấp kỹ thuật, giống như là một nghìn giờ đồng hồ phi hành kinh nghiệm. Cái này. Không hổ là may mắn một đời hệ thống, may mắn một đời ván khuôn triệt để thạch chùi. An lương làm ra cực đoan tuyển trạch sau đó, may mắn một đời hệ thống lập tức lựa chọn đối ứng thưởng cho cho an lương lật tẩy, làm cho an lương như trước có thể trở thành may mắn một đời. Ở thu được may mắn một đời hệ thống phát ra thưởng cho sau đó, An Lương trong lòng đại định, hắn bình thường đăng ký. An Lương chỗ ngồi là 2A, nhân nhân chỗ ngồi số 1A. Nàng còn xoay đầu lại cho An Lương chào hỏi, An Lương khẽ gật đầu, biểu thị còn nhớ rõ đối phương. Trên thực tế, An Lương đăng ký nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì nhân nhân tên này từ phù hiệu biến thành một cái người sống sờ sờ. Nếu như không có nhận thức nhân nhân, đối với cái này một cái chuyến bay hành khách, đại khái chỉ là một phần tai nạn trên không danh sách mà thôi. Ở 2A chỗ ngồi hào bên trên, An Lương tỉ mỉ ra xét nguy hiểm năng lực linh cảm truyền tới tin tức, hắn đã biết rồi cái này một cái này chuyến bay vấn đề, hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi xảy ra vấn đề sau đó, hắn nhớ biện pháp giải quyết vấn đề. Nói thật, An Lương chưa từng có nghĩ tới hắn có thể gặp mặt hàng không tai nạn tình huống, hắn trước đây cưỡi máy bay thời điểm, luôn là nghĩ như vậy, nhưng người nào biết vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy đâu. Dù cho nguy hiểm năng lực linh cảm đã nhắc nhở An Lương cái này một cái này máy bay có chuyện, nhưng An Lương vẫn là làm ra biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi được tuyển trạch, chờ, các loại. Bên trên một cái như vậy tìm đường chết người tốt giống như gọi Torataro Aikawa. Nhưng An Lương cùng Torataro Aikawa không giống với, An Lương sở hữu may mắn một đời hệ thống, còn sở hữu nguy hiểm năng lực linh cảm. Tôn kính lữ khách, xin thắt chặt dây an toàn. The person. Không ngồi nhân viên nhắc nhở ở phát thanh trung vang lên, chuyến bay gần tất cánh. Ở nguy hiểm năng lực linh cảm dưới sự nhắc nhở, An Lương biết chờ một lát phải đối mặt cái gì, hắn âm thầm cao độ cảnh giác, dù sao chuyện liên quan đến sinh tử, không phải do An Lương không coi trọng. Bất quá chuyện này làm cho An Lương ý thức được may mắn một đời hệ thống cường đại, dù cho hắn cố ý lựa chọn chuyện rất nguy hiểm, may mắn một đời hệ thống như trước có thể tiến hành lật tẩy. An Lương cưỡi lấy XEA9008 chuyến bay chậm rãi khởi động, An Lương một viên bắt đầu lo lắng, hắn nhìn ngoài cửa sổ tình huống, âm thầm hít một khẩu khí. Một trận tiếng nổ thật to vang lên, ba. Bảy An Lương biết đây là máy bay động cơ công suất lớn vận hành chung, do đó tận lực cung cấp càng nhiều hơn động lực bởi vì tầng trời thấp tồn tại loài chim đối lập nhau khí lưu không ổn định chờ các loại không xác định nguy hiểm làm máy bay ly khai cảng hàng không sau đó liền bị yêu cầu mau sớm đề thăng cao độ sau một lát một trận không trọng cảm giác truyền đến đây là giai đoạn thứ nhất leo lên cao độ kết thúc máy bay động cơ thấp xuống công suất do đó tạo thành một loại không trọng cảm giác an lương suy nghĩ một chút tuyển trạch hô hoáng không ngồi nhân viên hắn thử trước giờ ngăn cản vấn đề phát sinh